Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Điều Đa. Thưa các bạn có muốn nhận những NFT free cũng như chúng ta nhận USDT hay là những cái quà tặng Aerobe đến từ những nền tảng mà chuyên được không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ có một cái nền tảng có tên là nền tảng Questry, nơi mà các bạn có thể tìm được rất nhiều các cái chiến dịch Aerobe. Qua đó thì đặc biệt là những chiến dịch tặng NFT. Với những NFT ở trên Questry thì sẽ có xác suất may mắn anh em có thể đem lên OpenSea ta bán cho tương lai và sẽ có giá trị, hay là đem những cái trang bán NFT. Thì để tham gia vào chương trình Aerobe ở trên Questry thì chúng ta sẽ thấy là ở trên Questry thì có rất nhiều các chương trình Aerobe. Trước tiên là chương trình Aerobe đề xuất ở những cái cộng đồng Aerobe được đề xuất, ở đây chúng ta có thể tham khảo. Thế thì ở đây chúng ta có thể ấn vào phần View All ở trong cái phần Recommend Quest này, chúng ta ấn vào View All. Ở đây các bạn sẽ thấy hàng loạt các cái danh sách các Aerobe hiện đang diễn ra ở trên Questry. Và cái lượng Aerobe trên đây thì chúng ta thấy là một cái số lượng rất là lớn mà anh em thoải mái anh em lựa chọn. Với những cái điểm RP là những cái điểm mà anh em được tích lũy điểm ở trên Questry. Thì cái điểm RP này thì mình cũng không có rõ lắm về cái điểm RP lắm. Thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái chương trình Aerobe đang diễn ra đây thôi. Thì anh em thấy là có chương trình Aerobe tặng NFT, tặng UDC, rồi tặng Wallet để anh em thì theo dõi. Đó, thì chúng ta có thể tham gia bất kỳ một trong chương trình Aerobe ở đây. Ví dụ như ở đây mình chọn một cái chương trình Aerobe với NFT. Đây chả giả sử như cái Bitkeep Aerobe này. Ở đây thì cái chương trình này là chương trình Lucky Draw, nên là cái đoạn đường thì mình không muốn tham gia vào chương trình này, mình sẽ chuyển sang chương trình khác. Mình muốn chọn một chương trình nào không phải Lucky Draw đây, để anh em có thể là dễ dàng hình dung được. Đây, giả sử như cái con này đi nhá. Giả sử con này thì ta thấy là có những cái nhiệm vụ ở đây. Trước tiên là ta sẽ follow Twitter này. Sau khi follow thì có thể có bước liên kết, chúng ta sẽ liên kết nữa nhé. Với anh em lần đầu làm thì cũng sẽ có bước liên kết đấy. Rồi tiếp theo một cái nhiệm vụ retweet nữa này. Đấy. Chúng ta ấn vào, sau đó các bạn chờ một lúc nó chạy xong cái dòng vary này, nó sẽ tích dấu tích cho chúng ta. Không tích chúng ta ấn nút lại nút vary lần nữa. Vẫn không được thì chúng ta có thể ấn lại nút retweet này. Kiểm tra lại lần nữa. Được chưa? Rồi xong nhá. Ấn retweet lại lần nữa là xong ngay. Đấy, anh em không thích thì anh em xóa đi, sau này xóa đi cũng được, không sao cả, không vấn đề gì nhá. Rồi tiếp theo phần tweet này, tweet và test by username ta loot tweet này. Đối nhiệm vụ tweet và test by username ta tweet xong được chưa, ta vào phần view này, ở phía dưới đây ta thêm vào by username tweeter là xong thôi. Bên đây này, đấy, được chưa? Rồi chúng ta nút vary này. Có thể là nó vẫn chưa nhận đâu. Chưa nhận thì để tớ xóa đi, tớ làm lại. Chưa nhận thì lại làm lại thôi. Được chưa? Giờ ấn vary. Đấy, nhận luôn. Được chưa? Thấy chưa? Anh em thấy xóa đi làm lại phát nó nhận luôn. Rồi Power Work này. Power Work đây, chúng ta ấn vào đây này. Còn tiền asset. Rồi. Scene port. Nó pở đi, chúng ta ấn vào pở này. Đấy. Kết nối này. Scene này. Được chưa? Đây. Rồi. Chúng ta trở lại phần home này. Này bằng chứng công việc anh em ạ. 3 đây, phần 3 đây. Rồi được chưa? Và hướng dẫn anh em này. Ta tiếp bừa thôi.
Tít này. Sao vậy? Rồi ta chụp ảnh này. Rồi ta chụp ảnh xin shop nhé. Sao vậy? Hả? Này tội gì rồi? Anh Phụng. À. Rồi sau khi chụp ảnh xin shop xong thì chúng ta upload cái ảnh này lên. À. Chúng ta sẽ upload hình ảnh này lên này. Được chưa? Rồi bằng chứng công việc này confirm này. Nó sẽ mất một chút thời gian đấy anh em ạ, mất một chút thời gian để hoàn thành cái bằng chứng công việc này. Bây giờ chúng ta có thể ấn vào sau khi làm xong cái nhiệm vụ này nhé. Cái nhiệm vụ này nó xác nhận chúng ta này. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây để cần làm reward thôi. Thì cái này thì các bạn có thể nhận NFT. Đó. Rồi những cái nhiệm vụ tương tự, đây ví dụ như ở trong một cái chương trình lốp như thế này. Cái này thì khả năng là chúng ta dễ làm hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển sang mạng Polygon. Cái này thì các bạn nhìn thấy là reward in Polygon này, nhìn thấy chưa? Reward on Polygon này. Đấy, cái này thì chắc là ăn dễ hơn này. Đấy, follow này. Follow nhé. Không tha được, lần này không tha được, đứng vào. Con chưa rồi. Rồi chúng ta tiếp tục đến với bài Clotis này. Ấn vào đây này. Thấy là gì đâu. Ấn view luôn đi. Đây. Đúng không? Chưa được đúng không ạ? Chưa được chúng ta xóa luôn cái bài này đi này. Lần sau thì đấy. 1. À làm lại bước này này. Đã đố mày bước đi đấy. Đấy, được chưa? Lần này very 100% ăn này. Đấy, claim reward này. Rất đơn giản đúng không anh em? Đấy, có rất nhiều các cái chương trình alop liên tục diễn ra trên đây. Đó. Chúng ta có thể làm nhiệm vụ trên này để có thể nhận NFT ở trên đây. Rồi các bạn có thể thấy là ở đây mình vừa claim xong này. Và cái con NFT của mình thì lập tức nó về ví luôn. Đây cho các bạn xem. NFT lập tức về ví luôn này. Thấy chưa? Debot first town này. Thấy chưa? Và có thể sau này nó sẽ có giá trị. Chúng ta có thể đem lên OpenSea ta bán. Ví dụ ở đây cái những con NFT mình vừa claim xong thì nó đều đã hiện ở trên này cả. Và chúng ta chỉ cần chờ thôi. Chờ một ngày nào đấy chúng ta có thể đem lên trên đây, chúng ta đem lên chợ chúng ta bán này. Hiện tại thì chắc chắn là chưa thể bán được đúng không anh em, nhưng trong tương lai thì biết đâu đúng không anh em. Đấy, hiện tại thì chưa có người mua nhưng biết đâu trong tương lai thì có thể có giá trị. Đó, chúng ta có thể theo dõi trên OpenSea những con NFT nào có giá trị để trong tương lai ta có thể bán được chưa. Đấy, rồi ở đây các bạn còn thấy rất nhiều các hành trình alop khác, ví dụ như các hành trình alop đây dưới đây chúng ta kéo dưới này, chúng ta có alpha alop này, được chưa? Đấy, với nhiệm vụ hết sức đơn giản thôi. Đây ví dụ như là join vào kênh Discord này, được chưa? Tán vào asset invite này. Đấy, join alpha drop này. Join này. Ở đây có một cái phần, ở đây các bạn thậm chí cũng không cần phải verify đấy luôn. Tự động xác nhận này. Rồi follow này, nhiệm vụ là follow này. Follow kênh này này. Rồi Perry này. Retweet này. Retweet này, được chưa? Ấy da. Retweet. Rồi. Ấn nút Perry. Bây giờ nó chưa xác nhận đúng không ạ? Bỏ luôn phần retweet này làm lại. Under retweet làm lại. Retweet. Chúng ta nút Perry. Rồi sau đó thì các bạn có thể ấn nút claim reward này. Confirm. Được chưa? Đó, chúng ta có thể claim NFT luôn. Các bạn nhớ là cái phần reward ở trên Polygon ấy, ở đây nó ghi là reward ở đâu thì chúng ta sẽ chuyển sang mạng đó nhé. Được chưa? Ở đây là reward Polygon. Đấy, rất đơn giản thôi. Và sau khi lệnh nó confirm thì nó sẽ hiện ở trên màn hình một cái thông báo chúc mừng cho chúng ta. Đấy. Đó, lệnh confirm xong là nó sẽ hiện cái thông báo chúc mừng cho chúng ta. Đấy, thấy chưa? Em thấy chưa? Nó sẽ hiện thông báo chúc mừng chúng ta để chúng ta đã nhận NFT. Ở đây nó có cái những phần thông tin nữa này. Alpha Road một công cụ miễn phí 100% cho các dự án tiền tử trong đoạn đầu, hiện tại hơn 100 dự án không cần mà thông báo mạng layer 1 layer 2. Vân vân. Đây những giao thức chúng tôi cung cấp. Ở đây các bạn có cơ hội nhận được những airdrop tiềm năng, các dự án NFT sắp tới và các loot chuyển khuyến khích vân vân, hiện được quà hàng ngày. Đấy, Alpha Road được chưa?
Đó. Thì cái dự án thế này thì anh em tội gì chúng ta tham gia. Chúng ta tham gia xong thì các bạn thể có thể thoát được tất cả những cái mạng xã hội chúng ta vừa tham gia và thoát hết được được luôn, không cần ở lại. Rồi ở đây thì chúng ta có thể ví dụ như cái con dự án New River này. New River các bạn thấy chưa? Đó. Mình để cả cái đồ chơi nhá. Chúng ta có thể tham gia vào một số kênh mạng xã hội tương tự như hôm cái dự án hôm như cái dự án hôm nãy chúng ta có thể tham gia vào này. Follow này. Chúng ta nút vary nhé. Tiếp tục này, follow tiếp một kênh nữa này. Follow này. Chúng ta cũng tương tự nút vary nhé. Đây. Join kênh Discord này. Cũng dễ thôi đúng không em? Đây, New River này. Đấy, bây giờ xác nhận rồi đây. Rồi join một kênh Telegram này. Đây, chúng ta nút join Telegram này. Join xong thì được có thể thoát luôn nha. Claim xong drop là thoát luôn, được chưa? Đó, đây, chúng ta nút claim reward này. Đấy, cái này cũng ở trên mạng Polygon luôn. Chúng ta hàng ngày có thể cờ lên rất nhiều NFT và cái mức phí thì rất là rẻ đúng không anh em? Univer. Các bạn làm những cái aerob trên đây hàng ngày hàng giờ luôn. Đấy, rất nhiều cái trình aerob. Ở đây có những cái trình aerob khác này. Và nó có thể trong số những con NFT này thì có những con retriever cho anh em. Đó. Có lẽ là nếu mà ngồi mà làm từng iRope một cho anh em thì nó rất là mất thời gian. Mình chỉ có thể chia sẻ cho anh em những cái chương trình iRope để các bạn có thể tham gia vào những chương trình iRope này. Còn chắc là mình không thể ngồi làm từng iRope cho anh em được. Đấy, mình chỉ có thể chia sẻ cho anh em để anh em biết cách chúng ta tham gia thôi. Đó. Và là thì ở đây có phần quest Campa, nơi mà các bạn có thể tìm thấy những cái iRope. Đấy, ở đây những cái lốp này, những cái event, những cái chúng ta đã cờ lên mà đây này, chúng ta đã cờ lên mà những cái pending chúng ta chưa làm xong này, đấy, đang chờ kết quả này thì nó sẽ hiện ở đây, và những cái con NFT chúng ta đã cờ lên thì nó sẽ hiện ở trong đây cho chúng ta nhé. Đó. Ok, phần chia sẻ về của mình thì có lẽ là cũng đang là cơ bản với anh em rồi. Thì bây giờ anh em có thể hàng ngày tìm ở trên Quest 3 để có thể tham gia vào chuyên lốp nhận NFT. Hy vọng là đối với cái video hướng dẫn của mình thì sẽ có thêm một lựa chọn để anh em có thể kiếm NFT free và có những cái cơ hội nhận retriever cũng như có thể bán những NFT của chúng ta ở trên OpenSea. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.